chiếc bánh mến chào anh chị em. Mùa dịch kéo dài nhiều tháng liền, nhiều người dân thất nghiệp, lâm vào cảnh thiếu thốn trăm bề tại các thành phố lớn Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn sau khi hay tin Sài Gòn nới lỏng giãn cách xã hội, bỏ các hàng rào tại các hẻm, các con đường, thì nhiều người dân tha phương cầu thực ở đây đã quyết định về quê. Biết được giờ họ về quê chẳng còn gì, có người chỉ còn vài bạc lẻ, có người tay trắng đi về quê, nên cha Tạ Duy Tuyền và ban mục vụ giáo xứ Tân Bắc đã quyết định táo bạo về việc chưa bao giờ làm, đó là mua xăng số lượng lớn về bán với giá 0 đồng cho người về quê. Sự chia sẻ trong lúc khó khăn giúp cho người dân về quê lúc này của cha xứ Tân Bắc là việc làm rất nhân văn và đầy tình bác ái. Cảm ơn cha và quý ban mục vụ trong giáo xứ Tân Bắc đã tiếp sức cho người về quê kịp thời. Nhà thờ giáo xứ Tân Bắc thuộc giáo phận Xuân Lộc, địa chỉ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bơm, Đồng Nai. Cha Tạ Duy Tuyền, chánh xứ giáo xứ Tân Bắc đã chia sẻ trên Facebook như sau: đồng hành cùng anh chị em về quê, giáo xứ tặng mỗi xe một chai nửa lít xăng, biểu lộ tấm lòng chia sẻ ủng hộ bà con về quê, chúc thượng lộ bình an. Những hình ảnh chia sẻ của cha về trạm xăng 0 đồng ở trước cổng nhà thờ, mỗi xe một chai xăng được ghi rõ ràng trên bảng đen to đùng để ngoài đường để cho ai cần thấy ghé vào, đã nhận được 1000 like và 100 bình luận. Facebook Nguyễn Hiệp bình luận: cha thật tuyệt vời, chai xăng tuy nhỏ nhưng tấm lòng thật nghĩa tình, rất trân trọng. Facebook Mary Duyên Trần bình luận: cảm ơn cha vì đã luôn mang những điều ý nghĩa và giá trị đến cuộc sống này ạ. Facebook Nguyễn Phương bình luận: đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Con kính chúc cha và các anh chị luôn bình an trong Đức Kitô. Facebook Tuyết Anh bình luận: con rất cảm động khi thấy cha làm việc bác ái với tất cả mọi người. Xin Chúa thương và chúc lành cho cha thật nhiều bằng an, để cha đem niềm vui và lòng bác ái đến cho tất cả mọi người. Nguyện xin Chúa thêm sức mạnh cho cha thật nhiều. Facebook Trang Phạm bình luận: tạ ơn Chúa, cha thật chu đáo. Nguyện xin Thiên Chúa ở cùng anh chị em trên đường về quê thuận lộ bình an. Amen. Facebook Thu Trần bình luận: chúc cha nhiều sức khỏe, rất ấm lòng vì sự hy sinh đóng góp của cha và giáo xứ dành cho người lao động khó khăn trên đường về quê. Facebook Sáu Hà bình luận: cha chia sẻ yêu thương trong mùa dịch bệnh, rất tuyệt vời. Con xin chúc cha buổi trưa vui khỏe và an bình. Facebook Trần Vũ Nguyên bình luận: con kính chúc quý cha, quý sơ và quý ban hành giáo luôn nhiều sức khỏe và bình an để lan tỏa yêu thương đến mọi người. Facebook Hoa Nở Không Màu bình luận: thương cho mọi người về quê, mong họ được bình an thôi. Việc làm của cha thật tuyệt vời.